Con muốn xuất gia, cha mẹ con không ngăn cản, nhưng con là con một trong gia đình. Cha mẹ con hiền vẫn khỏe mạnh, nhưng ngày một thêm già, không biết bệnh tật đến lúc bất cứ lúc nào. Nhà con có ít tiền cha mẹ dành dụm chắc cũng đủ sống về già. Nếu con vào chùa rồi thì cha mẹ đau yếu thì con chăm sóc như thế nào? Hay là con nên ở đời báo hiếu cha mẹ đến khi cha mẹ qua đời rồi con mới xuất gia? Rồi, câu này để sư Chánh Thân trả lời trước đi, Chánh Tâm trả lời trước đi. Sao tự nhiên bữa nay về trước. Cái này nó cũng khó nói lắm, nó người ý, chính người mà ý. Thành ra mình coi lại là cái tâm mình, coi lại cái ý muốn của mình. Thật sự mình có muốn từ bỏ cái thế sự, từ bỏ cuộc đời, cái đời sống ở ngoài để mà mình đi tu hay không? Chứ mình đừng có tu cái kiểu cởi ngựa xem hoa, mình thích thích một chút cái mình đi tu là nên đó. Cái giai đoạn mà còn cư sĩ đó, mình cố gắng mình tìm hiểu kỹ về giáo lý, về Đức Phật, về giáo pháp, để mình hiểu rõ, rồi sau đó mình coi lại cho thật sự mình muốn đi tu và mình đi tu vì mục đích gì. Tào nó có cái câu á, mạc đại lão lai phương niệm Phật, đa phần cô thị thiếu niên nhân, đừng tôn già mới tính theo Phật, bao năm mồ quan kẻ thiếu niên, hay là mồ quan là lắm kẻ tuổi còn xanh. Ở trong kinh Đức Tháp Ba Lá có câu là Upanishad Yati Loko Atthuvo Tikho, tức là thế giới là vô thường, hằng đi đến sự bị diệt. Ở đây á, mình cứ tưởng nó thường, mình tưởng là nó như ý mình. Thực chất á, không có đúng vậy. Xin lỗi nói một câu nó hơi ngại, nó hơi kỳ, là không chừng bạn chết trước mẹ mình nữa. À, không chừng mình chết trước mẹ mình mất rồi á. Đừng có nói là đợi mẹ ấy mà mình mới đi tu. Cái thứ hai, nó nhắc khéo quý vị một câu, một cái này là có nhiều vị á là muốn đi tu nhưng mà kẹt gia đình, kẹt mẹ hay là con, nhất là kẹt mẹ già. Rồi cái tác ý rằng là sau khi mẹ từ trần, tức là mẹ 100 tuổi rồi đó, là mình sẽ đi xuất gia. Nhưng mà không khéo là mình muốn gì, muốn xuất gia quá mà mình cho mẹ, chờ cho mẹ mình chết. Có nghĩa là cái sâu ở trong nó lừa mình ghê lắm. Cái tâm mình nó lừa mình là mình đợi cho mẹ mình chết mình đi tu, nhưng mà nó thành một cái, tức là mình thuận duyên, chờ cho thuận duyên điểm sau. Nhưng mà do cái tâm mình muốn đi xuất gia quá, cái lo trong đây nó gạt mình, Kiểu micro vô không có rõ lắm. nó hối thúc mình á là sao bà mẹ mình cũng chết để cho mình đi tu, thì nó bậy vô cùng. Cái này nó hay lắm, cái tâm mình nó lừa mình nha. Chính vì mình rồi chưa nói nữa, liệu quá mình có kham nổi cái đời sống xuất gia hay không. Cho nên á, có thể là mình tham gia một hai cái khóa duyên duyên đó, 3 tháng hay là 1 tháng, nửa tháng gì đó, hay là một tuần, mình thử sức coi sao. Đường dài thử sức, đường dài thử sức ngựa, lửa thử vàng. Mình cái đôi khi á, mình chưa có hiểu cái đời sống xuất gia làm sao. Một vị sư, vị sa di hay vị tỳ kheo làm cái gì, cần cái gì trong giáo pháp này, thực hành cái gì, cái bổn phận của vị sư. Vô học kinh mình học Pali thấy khó quá này nọ. Ở đó tôi ở Tứ Phương Tăng á, chùa Tứ Phương Tăng ở trên Bình Phước á, có cái cô đó, cổ xin nghỉ được 1 tháng để cổ vô, cổ xuất gia nhân viên này, cổ nói con đi 1 tháng. Cái 2 ngày sau cổ lên, cổ bạch Đại Đức trụ trì, thôi con xin lỡ gốc lại con nửa tháng rồi, bận quá. Cái ngày sau cái cổ lên, cổ con xin từng lễ thôi chưa. Cái ngày thứ tư cái cổ lên, cổ nói thôi con xin xả y luôn, đại tu nữ. Nó kham không nổi. Ví dụ đứng ở vị trí này á, thì vị trong được như vị trí khác, nó thiệt. Nhiều khi cư sĩ muốn như ông sư muốn đi tu, nhưng mà nhiều ông sư muốn hoàn tục mà kẹt hoạn được. Ví dụ như ra rồi như tôi nè, giờ tôi ra tôi chết đói em không dám ra. Nhiều lúc á mình phải hiểu cái vậy á, tức là mình ra rồi á làm gì,
Nhiều người tu không nổi muốn ra nhưng mà ra không được, nhiều người tu không được lại muốn tu. Có cái chú ở ở Siêu Lý đó, chùa Siêu Lý, chú quên tên ổng mà 35 năm nuôi mẹ, mẹ tai biến 35 năm mẹ mới mất, mất rồi đi tu liền. Thì nó không phải là cái gì tùy theo cái sự muốn muốn của mình. Mẹ sửa nhà cũng khó khăn lắm mà sư tu tu giờ sao giờ cũng đủ ăn à mẹ sứ. Nói chung mình hiếu thảo quá, thì nhận khi mình ở nhà nó mình chưa gánh được mẹ, mẹ gánh mình lại thành ra này cũng khó nói lắm. Mình nói chung mình coi lại cái ý muốn của mình, nếu quả thật mình có sự yêu thích xuất gia quá thì mình nên từ từ cẩn thận, có cái chữ từ từ đó. Cái gì muốn cái gì làm cái gì để coi sao, vì làm gì phải hiểu nó nha, mình phải biết gốc rễ của nó. Ví dụ mình muốn bố thí mình phải hiểu căn nguyên của bố thí là gì. Bố thí mình để mình xả tài, mình xả cái tham, chứ không phải mình bố thí để mình được cái phước A phước B, mình được lên chư thiên, nó mới là gốc rễ. Đúng vậy, khi mình xuất gia mình muốn xuất gia thì mình phải hiểu. Vậy bây giờ tôi đi xuất gia, tôi vào chùa tôi tu, tôi làm vị tỳ kheo, tôi được cái gì tôi mất cái gì, và phải hiểu cái gì khó khăn của nhà tu. Không khéo á, mình vô 1 2 ngày cái mình ra, cái mình đi nữa cái mình ra, đủ thứ á. Rồi chúng tôi cùng với Phá Vô Duyên á, phá 4 năm 2010 ở Phước Sơn, phá 4 năm mấy quên rồi, cũng chục năm trước rồi. Có vị sư đó đó cùng một khóa tu rất là tinh tấn, nhưng mà tự nhiên lại cho bộ y, không để bộ y cũng được, nó xem gì vậy. Em nói tôi xin lỗi sư, tôi về tôi có ít năm tôi sắp xếp rồi tôi trở vào, thì mười mấy năm nay em thấy ông vào luôn mất tiêu luôn, mà điện thoại số điện thoại bỏ luôn liên lạc không được, mất tích luôn. Nó vậy cái đời sống xuất gia nó khó lắm, cho nên khi mà mình muốn tu á mình coi kỹ, mình tìm hiểu kỹ cái đời sống xuất gia, tốt nhất mình đi một hai phái vô duyên để mình rảnh á, mình vô phái vô duyên để mình trải nghiệm trước. Thưa với quý vị đó, cái đời nó vô thường lắm. Thứ nhất, chưa biết ai chết trước ai. Bây giờ bà thân tức là mẹ của sư cũng hơn 60 rồi. Sư phụ thầy tổ cũng 60 rồi. Bây giờ sư chỉ mới hơn 30 thôi. Vậy đó mà chưa biết ai chết trước ai đâu. Chưa biết là ai đi trước, chưa biết ba con người này chưa biết ai đi trước. Thì dựa vào cái gì quý vị nghĩ là mình sẽ phải chờ chờ được không? Một điều nữa đó, thế sự nó cũng vô thường lắm. Cái tâm của mình ngày hôm nay mình muốn xuất gia, ngày mai nó sẽ có đủ lý do. Mà người ta nói đó, cái gì mình thích mình muốn thì mình sẽ tìm cách, còn cái gì mà mình chưa muốn lắm thì mình cũng sẽ tìm cách. Cho nên hỏi thẳng cái tâm của mình đó, mình có thật lòng muốn xuất gia hay không. Một vấn đề nữa đó, đó là mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Quý vị có nghiệp của quý vị, cha mẹ quý vị có nghiệp của cha mẹ quý vị. Sư giả sử bây giờ tối ngày hôm nay quý vị chết, trúng gió trúng thực hoặc như thế nào đó chết, cha mẹ quý vị có buồn thì rồi đó cũng phải tiếp tục sống cuộc sống của mình thôi, chứ không lẽ là không có quý vị rồi là cha mẹ quý vị sống không nổi hay sao. Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Và cái vấn đề cuối cùng sư muốn nhắc quý vị, đó là nếu như quý vị tu cho nó ngon lành, quý vị tu cho nó tốt, quý vị sẽ có phước của quý vị. Và khi đó đó, cha mẹ có bệnh đó, cứ yên tâm, nếu như bản thân mình tu tốt, Phật tử cư sĩ họ thương mình, họ không có nỡ để cho mình khổ vì cái chuyện đó đâu. Nha. Người tu á phải có lòng tin nơi chính mình. Nếu mình tu tốt
thì Phật tử họ thương. Mà nếu như họ thương á thì mình bớt khổ. Còn nếu như mình tu mà chỉ để cho có, tu qua ngày đoạn tháng, tu mà không có được một chút xíu gì thì đến hồi á, ngay cả bản thân mình bệnh á còn không có người giúp, nói chi là cha mẹ của mình. Cho nên vấn đề cuối cùng cũng nằm ở chính mình thôi nha, hỏi chính mình coi câu trả lời nó như thế nào.